Ok, xin chào mừng tất cả các bác quay trở lại kênh YouTube của Huyền Audio trong video ngày hôm nay nhé. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng Huyền Audio sẽ lên giới thiệu cho toàn thể các bác, đó là một mẫu sản phẩm của loa nhập khẩu nguyên chiếc ở bên Chila, đó là dòng sản phẩm của loa LA. Và đầu video thì rất mong sự hoan hỉ của tất cả các bác đi qua vui vẻ ủng hộ cho cửa hàng bên em một like nhé. Bác nào chưa đăng ký kênh thì các bác nhớ là ấn đăng ký kênh, ủng hộ kênh của bên em, và đồng thời bật chuông thông báo để cập nhật tất cả các video của cả bên em nhé. Và em cùng các bác sẽ đi giới thiệu về chi tiết của dòng sản phẩm của loa bát 30 LA. Thì với dòng sản phẩm loa bát 30 LA này thì nó là dòng sản phẩm loa bát hai đường tiếng, được thiết kế bởi một bát và một chép. Về phần mặt lưới của loa thì được trang bị cho chúng ta đó là một mặt lưới màu tổ ong. Về hình thức thùng thì nó là thùng cân và là thùng gỗ các bác nhé. Thiết kế rất là đẹp, và các bác có thể nhìn thấy là các cái chi tiết của loa, từ cái viền thiết kế mặt trước của loa được thiết kế rất trang trọng và rất là đẹp mắt khi chúng ta đã kê lên trên phòng khách của nhà mình. Và đặc biệt là với dòng sản phẩm này thì nó được thiết kế bởi hai lỗ thông hơi ở phía đằng sau các bác nhé, hai lỗ thông hơi ở phía đằng sau. Về chạm loa thì các bác nhìn thấy với hai rắc Mutrix cắm một đường hai cả hai đường in vào các bác nhé. Mã này của nó là mã KP3120 các bác nhé, mã KP3120. Đây một trong những dòng sản phẩm loa khá là chất lượng. Trong thời gian vừa qua thì bên cả bên em cũng đã bán khá nhiều là các cái mặt hàng như thế này rồi. Về chất lượng sản phẩm thì đây là dòng sản phẩm của loa chính hãng của bên công ty thương hiệu là PSD, và hiện tại là bên cửa hàng bên em thì cũng là một trong những đơn vị phân phối bán cho tất cả anh em với những dòng sản phẩm loa cao cấp, từ loa cao cấp chính hãng cho đến các cái dòng sản phẩm đẩy chính hãng, vang chính hãng và các cái dòng sản phẩm micro chính hãng các bác nhé. Đấy, thì các bác chơi với dòng sản phẩm như thế này thì các bác có thể là liên hệ trực tiếp qua cửa hàng bên em với số điện thoại là 0988583183 như bên cửa hàng bên em cũng đã ghi ở tiêu đề các bác nhé. Với chất lượng dòng sản phẩm của loa LA này thì mang đến cho chúng ta nó một cái chất âm sâu lắng, tiếng chép cực kỳ là hay, và lời ca tiếng hát mang lại cái tiếng hát âm thanh gia đình thì tuyệt vời. Với dòng sản phẩm này thì em có thể lên là ghép đồng bộ cho tất cả anh em với những sản phẩm hàng chất lượng, hàng chính hãng, thương hiệu mang đến tai người nghe đó là một cái cảm nhận âm thanh rất là sâu sắc và chi tiết các bác nhé. Thì trong cái video ngày hôm nay thì em cũng nói luôn với dòng sản phẩm loa LA này, bác nào mua thì bên cửa hàng bên em sẽ cho toàn thể anh em một cái giá rất là tốt, và các bác có thể nhìn thấy quan sát thấy là đây là một đôi loa khá là chất lượng. Hiện tại là bên cửa hàng bên em cũng có quá nhiều các cái mẫu sản phẩm, các bác có thể nhìn thấy một đôi loa khá là đẹp trong tầm giá tiền các bác nhé. Trong tầm giá tiền thì các bác có thể sở hữu được các cái dòng sản phẩm của loa. Ngoài ra thì bên cửa hàng bên em cũng cung cấp rất nhiều các mặt hàng loa, loa bát bãi âm thanh rời các bác nhé. Thì hiện tại là đây cặp loa LA này thì em cũng đã để lên trên cái giá kệ đây, không ạ, treo lên thì nó thật sự các bác là nhìn nó rất là đẹp các bác nhé, nhìn chi tiết từng tỉ mỉ luôn. Đấy, thì hiện tại là cái dàn karaoke này em cũng đã ghép cho rất nhiều anh em rồi, và các bác cũng đã tin tưởng và sử dụng ủng hộ kênh của bên em. Đấy, thì hiện tại là với dòng sản phẩm của loa LA bên cửa hàng bên em đang bán cho anh em với giá là 7 triệu một cặp các bác nhé. 7 triệu một cặp loa bát LA với giá rất là hấp dẫn cho tất cả anh em. Anh em có nhu cầu thì anh em có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của bên em. Kết thúc video tại đây thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại anh em nhé.